Rồi quý vị ơi, tiếp theo một cây ngô nha quý vị. Cây ngô là cây ngô ta nha, có giá là 700k nha quý vị. Cây này tôi mua 600 ngàn nha quý vị, bán 700 nha, trừ hết chi phí tiền xe, tiền cộ, đóng gói, đóng thùng và lời chắc được chừng 50 nha quý vị. 50 không biết được không nha, tại vì chi phí nhiều lắm. Tôi gì cũng đi xe ôm, đi chi phí, đi các thứ gì cũng không có tiện lợi hơn người ta. Có nhiều khi đi chiếc xe 7 chỗ cho mua cũng không được nhiều cây hết, về bán cho dân nghệ cho vui đó. Đi về mua đủ tiền xe, tiền cộ, các thứ chi phí, trừ ra kiếm chút đỉnh dân nghệ thôi đó. Rồi cây này 700 nha quý vị, một cây ngô ta nha quý vị. Rồi nó già nua dữ lắm nha, nè lông riêu nó đóng, nó đang thùi lùi luôn này nha, nó quái nha quý vị. Đó, nè đó, cây này là cái thằng chủ nó nói là mười mấy năm trời nằm trong chậu nha quý vị, đang thùi lùi hết trơn luôn rồi nè. Đó thấy chưa, trên quay xuống luôn nè, hẹo nó nè, nó chém ngang rồi nó kéo luôn rồi nha quý vị. Đó cái lưng của nó nè, đó vậy đó. Rồi một cây ngâu, một cây ngâu này là có giá là 700k, không phí vận chuyển nha, không có chip code gì hết nha, chuyển khoản mới giao cây nha quý vị. Rồi hơi xuống đi bi ơi, một cây ngâu, từ từ khoan coi, nó quay ngay chỗ này mặt tiền cho người ta xem kỹ lại coi đó, chai trà xanh tỷ lệ nha quý vị. Rồi có một cây duy nhất thôi, xuống đi con.